Xin chào mừng tất cả các bạn cùng trở lại với LPL Việt Nam Official, và chúng ta sẽ cùng đến với game đấu thứ 3 trong cặp đấu giữa team WE cùng với Rathom. Thì sau một khoảng thời gian giải trí, các bạn đã được lắng nghe ca khúc được thể hiện bởi tất cả các tuyển thủ của LPL, thì có lẽ một trong những ca khúc hay nhất của năm nay các bạn kiểu cũng đã giải trí và xả được cái đoạn stress sau khi mà chứng kiến một game đấu mà Rathom đã thực sự ra MD. Đúng là như vậy, Rathom đã thực sự có một ván thi đấu mà cứ ngỡ như họ đã làm rất chưa điều, nhưng họ lo ăn Baron mà họ quên mất là có con rồng, đối thủ có ba con rồng rồi. Chính xác. Và chính điều đó đã khiến cho họ đã nhận phải thất bại khá là đắng cay ở trong ván thi đấu vừa rồi, khi họ đã có những nỗ lực để gỡ ván thi đấu. Và SVZ xứng đáng với MVP thôi, anh ta chính là người đã giữ được vị trí bắn ở ngay khu vực Hangwall đó rất xuất sắc, và từ đó mang lại chiến thắng cho các thành viên của W. Hy vọng qua ván thi đấu sau thì cái việc chỉnh sửa tướng như thế sẽ giúp cho các thành viên của W họ tự tin hơn. Họ thật ra họ chọn đúng tướng, tức là họ vẫn giữ nguyên cái công thức ban bích, chỉ có điều họ thay đổi tí xíu là họ sẽ để cho SVZ được pick một con tướng có thể có một nguồn sức mạnh không giới hạn về mặt thời gian. Chỉ nếu như họ pick con Kalista, nó chỉ có đầu game, nó không làm được gì cả, và từ đó thua game dần dần liên tục và đi luôn cả một ván thi đấu. Chính xác. Đâu đó vị tướng duy nhất trong phiên bản hiện tại mà đang hot meta là một vị tướng xạ thủ mà không có tác động ở giai đoạn cuối game, chỉ có duy nhất Kalista thôi. Lucian vẫn là một vị tướng mạnh đầu game, ở giai đoạn giữa game vẫn mạnh, cuối game thì nó hơi thọt lại một xíu, nhưng mà vẫn có khả năng bắn với khả năng cơ động của mình. Ôi, ngay lập tức lại thả ra Jerry dành cho iBoy. Và W kỳ này để coi là họ có muốn giữ nguyên cái lớp cũ hay không đây. Họ đang suy nghĩ, họ đang thay đổi à? À không 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 không, Bầy Sang không thích con Vigo lắm, cho nên là nhường con Vigo cho Lê Giang đánh, và anh ta lấy con Lee Sin ở trong ván thi đấu. Vẫn tiếp tục, vẫn sẽ giữ con Lee Sin ở trong ván thi đấu thứ ba này, vẫn đang là một lớp cũ để tỉnh đi. Còn trong khi đó Rathom, họ đang có một Jerry, và tôi nghĩ là con Vigo là một tương lai mà thôi. Và quan trọng hơn hết là Strike nên đổi tướng. Một con tướng không có khả năng backplay như Rai đã gây quá nhiều những tình huống bất lợi dành cho phía của Rathom. Wow, Deja Vu, cấm chọn y chang cũ luôn. Tất cả các lượt cấm và những lượt chọn chúng ta bây giờ là như ván trước luôn. Liệu ra khóa lại là sẽ như ván cũ. WE, chúng ta chờ xem thử cái lượt chọn tiếp theo của họ là gì. Họ đã có những sự thay đổi. Họ đang muốn tìm một cách nào đó để có thể tiếp tục khai thác thêm cái ý định chủ động ngay từ ban đầu của họ, để có thể gia tăng thêm sức mạnh cho con Jin ở trong khoảng thời gian sau của ván thi đấu. Và kỳ này vẫn là công thức cũ, đồng ý là Sang đã đổi tướng, nhưng công thức vẫn vậy. Cặp đôi Bay Sang và Sang sẽ cố gắng làm sao để có được những bắt lẽ thành công, từ đó tiếp tục câu kéo khoảng thời gian, và nếu như tốt hơn nữa là sẽ giúp cho SMZ ở khu vực đường dưới thoải mái lấy công trình, và từ đó bốc diệt thị quái hoàn thành. Và lúc đó thì W sẽ cực kỳ dễ chơi khi đang phá công trình từ SMZ. Công thức như cũ, nhưng cái quan trọng đừng để bắt sầm như trước đó, thì cái ván thì nó sẽ không khó khăn. Và sau đó thì chúng ta thấy rõ ràng rồi, W cũng hiểu được vấn đề là Rathom họ có thể chọn con tướng backplay khu vực đường giữa, bởi vì con Rai vừa rồi nó quá là đù, họ sẽ có thể chuyển sang con tướng backplay, cho nên đó là giờ Sam W ngập tức cấm được con Lee Sin ra, một trong những con tướng có thể đánh bại được Ari cũng như là có khả năng giữ được đam chính của W trong giai đoạn tại lập Mozin. Đúng là như vậy, và ngay lập tức thì Rathom họ cũng sẽ có một số chỉnh sửa về lượt cấm chọn, và cấm cho mình đó là Nautilus. Cái pha vừa rồi trong cái giao tranh cuối, khi mà ai bảo anh ta bắn luôn được hai cái đúp, hầu như là cấu gần 3/4 cây máu của NLZ, nhưng mà anh ta không bắn được tại vì anh ta bị dính cái thủy lực tầm nhiệt, anh ta bắt buộc phải thoát đi bằng cái nhanh như điện, và anh ta out giao tranh hoàn toàn. Cho nên bây giờ họ bắt buộc phải cấm đi Nautilus để cho iBoy được chơi trong giao tranh. Đúng là như thế, cấm Nautilus và Doppler hiện tại sẽ có tương đối hạn chế lính, hạn chế thay đánh ở khu vực đường dưới. Và tôi nghĩ là Rathom cũng sẽ đổi con tướng hỗ trợ khác luôn. Tôi nghĩ là như thế, bởi vì con Rakan vừa rồi nó tương đối là ba đù một tí, tức là đồng ý về khả năng cầu kéo của nó, nhưng nếu như đối thủ có một lượng sát thương quá khủng khiếp thì cũng tương đối khó chơi. Và Doppler cũng bắt đầu nhận ra vấn đề là khu vực đường trên, nếu như tiếp tục lấy Sejuani thì cái tỷ lệ lũng cánh rất cao, cho nên hậu chuyển sang con Na của mình trên với khả năng kiểm soát thế lính cũng như là kiểm soát cái khả năng tấn công vô cùng tốt. Doppler cũng hiểu được vấn đề là hiện tại họ có khả năng bắt lẻ nhưng họ yếu khả năng mở giao tranh, ngay lập tức họ có một con Na để phục vụ cho chuyện đó. Đồng thời các tác dụng của con Na có thể đẩy đối thủ ra và tạo ra một sự an toàn tuyệt đối, một khoảng trống to để cho riêng có thể thoải mái bắn vào đội hình của đối phương. Chính xác là như vậy, nhưng mà đội hình này của họ sẽ cải thiện được cái điểm yếu ở trận đấu trước, đó chính là cái sải tay. Trận đấu này thì sải tay của bên phía WE họ có một đội hình có tác động rất là dài với Ari, với Na, vừa có khả năng make play vừa có khả năng có thể lùi trong những pha giao tranh. Và đội hình này thì đường trên họ sẽ không thua đối với Jack, không bị đánh mà kiểu bị đẩy thẳng vào trụ như những pha trước mà Sejuani, thậm chí là bị con sắt nó vào trụ, nó đánh trụ xong rồi nó gõ bằng một cú nện bằng cái chiêu W rồi lùi ra. Thì Na sẽ có tác động lớn hơn trong giao tranh, sẽ là một vị tướng có khả năng cản được những cái bước tiến đến từ Viego hay thậm chí là đến từ cả Rakan với cái chiêu cuối của mình.
Lúc này sẽ phải suy nghĩ rất kỹ ván thi đấu này để xem họ sẽ làm gì để thể đánh bại được đối thủ Hibiki. Thật ra là công thức vẫn là rất là ok rồi, tức là họ đang sử dụng một layup nó đã mang được rất nhiều chiến thắng, không chỉ riêng cho một đội mà rất nhiều đội, với công thức là Na của vượt trên Lee Sin và Ari sẽ chủ động trong khoảng thời gian đầu của ván thi đấu, và Jin sẽ tiếp tục farm của vượt dưới cộng kèm thức nằm ở trên tới một Leona nữa. Thì W đang sở hữu được một layup nó rất truyền thống ở trong meta này, ở trong khoảng thời gian này, phiên bản 12.11 này. Còn trong khi đó thì các thành viên của Ra tập một layup nó khó chơi hơn tí xíu, họ phải kiểm soát được con Ari khu vực đường giữa trong giai đoạn đầu game, thì khi đó họ mới có thể khiến cho cái phi hồ đến từ con Ari sẽ tương đối khó chơi. Nhưng nó gần như là không thể. Chúng ta cảm giác như ở trong 100% thì chỉ có cỡ khoảng 10-20% là con Tích phải có thể kiểm soát được con Ari thôi, chứ còn lại đúng quá chính khó. Xác một trong những vị tướng có thể kiểm soát được nó khu vực đường đó trên Lissandra, còn khu vực đường dưới thì đó là Nautilus. Con Ari đặc biệt rất là sợ Nautilus, bạn lướt lên bạn sẽ ăn ngay cái chiêu cuối từ Nautilus, thì bạn bắt buộc phải lùi ra, bạn ở lại hoặc là bạn lùi không kịp là bạn sẽ dính hàng tấn CC tiếp theo bồi vào. Nhưng mà cặp đôi đường dưới chúng ta nhìn vào thì đây Rakan là một cặp đôi có khả năng counter con Rakan rất là mạnh với Leona. Leona là một vị tướng có khả năng đấm thẳng vào mặt Rakan với cái xuất hiện hành tráng. Bạn xuất hiện mà nó không hành tráng thì lúc đó là bạn biến mất hơi gì gì đó mà này nọ luôn. Bạn bị dính cái thiên đình kiếm, bạn bị dính cái quy, bạn dính thêm cái lựu đạn ma hỏa thì cái lượng sát thương dùng vào nó thực sự đó là một con số khổng lồ. Thì chúng ta cần phải xem được là cái đội hình của bạn thi triển như thế nào. Cặp đôi đường giữa thì Strike TF đã thể hiện được một phần nào đó ở cái giai đoạn giữa và cuối ván đấu thôi, chứ đầu trận đấu hầu như là chiêu cuối của anh ta không sử dụng để ganh được. Thì tôi nghĩ đội hình này tại vì nó đã bích xong rồi, chứ nếu như khả dĩ hơn thì sẽ là một sự thua thiệt ở giai đoạn đi đường. Đó là Galio, thì sau đó tôi nghĩ đội hình này nó sẽ tạo được khoảng trống nhiều hơn cho iBoy cùng với Keep the Lava. W họ rất là mạnh khi đối đầu với lại Rare tầm với giai đoạn đầu game, nhưng họ sẽ bị đuối ở trong giai đoạn giữa game. Nhưng kỳ này thì khác, thật ra họ sẽ không chỉ mạnh trong giai đoạn đầu game mà giai đoạn giữa game họ đang có những con tướng có khả năng làm chủ rất tốt, và nếu như họ thành công trong câu chuyện đó thì họ sẽ rất là dễ chơi. Rare tầm đang bị một cái như thế này, đồng ý là mức độ cơ động của họ có, nhưng cái mục tiêu hàng đầu đến từ W trong khoảng thời gian đầu tiên là khai thác con Tích Phép trước, sau đó tìm sang những người khác lấy mạng của Tích Phép và nhường KZZ hoặc là săn, thì điều này sẽ giúp cho W sẽ càng dễ chơi hơn nữa, bởi vì những pha bắt lẻ từ W sẽ dễ dàng chất điểm với cái lượng sát thương đến từ ngưỡng trang bị vượt trội từ sang. Thì chính xác tâm họ sẽ phải làm sao để thể bảo kê được con Tích Phép này trong khoảng thời gian đầu của ván thi đấu để ít nhất là lên được cấp độ 6 và không hề gặp bất cứ cấp bất lợi gì trong tình huống đầy lính cả, thì cái đó mới có thể dễ chơi và sẽ khiến cho con xin khu vực đường dưới tương đối là bị áp lực, không dám đẩy quá cao, bởi vì một cái định mời được bật xuống thì cũng sẽ hệ lụy để lại dành cho xin là rất là nhiều. Tôi đồng ý với anh Trung về những cái phân tích vừa rồi, thì đây cũng sẽ là một kiến thức để cho các bạn có thể đánh xếp hạng. Nếu như bạn thấy Tuyết Tập Phế đi đường giữa thì những người chơi đi rừng có thể đầu tư một hai vòng rừng để tiến ra, gây một số áp lực cho Tuyết Tập Phế. Nếu như các bạn có thể ngăn chặn cái khả năng tăng tiến sức mạnh của Tuyết Tập Phế lên cấp độ, thậm chí là có thể khiến cho Tuyết Tập Phế thua đường á, lúc đó cấp độ 6 Tuyết Tập Phế phải thua đường, bị thua về cái mặt đẩy lính, thì con Tuyết Tập Phế nó sẽ bị vô hiệu hóa hoàn toàn trong giai đoạn đầu và giữa ván đấu. Và con Tuyết Phép bích vào là để đánh đầu game chứ không phải để đánh cuối game. Nếu như vô hóa được Tuyết Phép đầu game thì thực sự rất là yếu. Giống như giai đoạn trận 1 hình như không phải là Tuyết Phép anh ta làm đâu. Kiếp với lại iBoy anh ta làm gần hết của ván đấu rồi. Kiếp hiện tại đang gặp một số vấn đề của vực đường trên. Anh ta đang đối đầu với một cái xạ tay khá dài đó là Bibiu, cho nên điều này sẽ khiến cho Kiếp sẽ tương đối khó. Nó khó hơn rất nhiều so với lại cái cuộc đụng độ với anh ta với lại con Sejuani. Đây là một con nào cho nên khả năng tác động của nó vẫn rất là tốt. Kiếp rất thông minh, là ta tác động vào thời điểm mà những con lính nó đang hơi bị lơ đảng tí xíu, và từ lúc đó có được lượng máu mà không hề bị bắn nhiều lắm từ những con lính. Nhưng Kiếp vẫn đang cố gắng làm sao để đẩy lính, đang cố gắng làm sao để có được những pha trao đổi chiêu thức nó lợi hơn so với lại Kiếp phía bên kia. Kiếp mất hết bình thuốc biến dị rồi, còn trong đó Kiếp đang bị một cái lỗ, đó chính là anh ta quyết định mang theo quyền năng bất diệt với lại cái kiếm Doran. Khả năng hồi phục tương đối Uzuzan vẫn dính kỹ năng nghe và heal rồi đi bộ ra. Quay trở lại với câu chuyện của vực đường trên, bây giờ Bibiu mới là mục tiêu đang được chọn. Anh ta đang có một lượng máu rất ít, và nếu như Bibiu anh ta nhảy được nhưng anh ta vẫn đang tiếp tục giữ chân lại và ta mất luôn cả tắc biến. Đấy là tôi đang muốn nhắc, bước chân thật tóc không có, chứ kể đến là ta cũng không có khi đâu ra. Anh ta quá tự tin với cái kèo này, anh ta tự tin kèo này anh ta thắng, và chính điều này đang khiến cho Bibiu tương đối lỗ của vực đường trên. Bây giờ anh ta thua đường rồi, một con Na mà không có tóc biến rất khó để đánh với Jack. Trừ khi bạn đủ tài nguyên thì bạn sẽ canh được những giai đoạn như là trade hit xong rồi lùi về với cái dậm nhảy, cái nhún nhảy của mình, còn cái tốc biến. Nhưng mà bây giờ giai đoạn này con Jack chỉ cần lao vào với cú nhảy và nện thôi, và nhảy và nện nó hồi rất là nhanh. Và cả cái phản công hồi cũng nhanh nữa. Khi bật phản công lên hiện Na hầu như ở dạng Na khổng lồ thì không có tác động trở ngược trở lại, vì bạn lúc đó bạn sẽ phải đánh nhau trực diện với Na.
Còn ở dạng Na Tí Nị thì bạn đánh thường, bạn không gây được sát thương, cho nên con Na bây giờ sẽ thực sự khó thở với sát ở khu vực đường trên như thế này. Lê Danh anh ta tiếp tục quay lên đánh vào vị trí của Biu Biu. Biu Biu anh ta đang phải chơi game gia đình simulator rồi. Lê Danh có mặt, Biu Biu không còn tốc biến, bật cho mình cái mũ áp chính xác, rắc lao vào. Còn phản công, không phải công vẫn chưa được bật. Biu Biu đang không có tốc biến, Biu Biu đang rất khó thở và màn chiến công đầu dành cho Lê Danh. Biu Biu nhảy hồi nào vậy ta? Tôi đang tự hỏi là Biu Biu đã nhảy hồi nào mà tới tận bây giờ ta vẫn chưa nhảy. Anh ta đã nhảy một thời điểm nào đó mà tôi cũng không chắc lắm. Còn trong khi đó thì cái điều tệ nhất đầu tiên chúng ta sẽ muốn nhắc ở Biu Biu đó là cái câu chuyện anh ta đã đẩy quá cao và ta để cho Kiếp có được một cái thế đông băng lính vừa đủ đẹp để cho các thành viên Korea Tập tiếp tục khai thác lên. Và trong tình huống này lại một lần nữa thành công thì các thành viên Korea Tập họ đã có được pha ép buộc rất tốt và đã khiến cho Biu Biu nằm xuống cũng như là không có được phép ép trước rồi. Ép trước. Pha này hay. Khi anh ta ép được cái nhún nhảy rồi sau đó thì thực sự Na này không còn tốc biến, không còn nhún nhảy thì không khác nào một con creep cầm boomerang chạy cà tưng rồi bị đánh thôi. Rất tội. Nhìn cái con Na vừa rồi tôi cảm giác như là Lê Giang với creep đi chơi gấp thú vậy đó. Đúng. Chúng ta thấy rõ ràng cứ chạy chạy kiểu gì cũng sẽ bị gấp mà thôi. Chạy cà tưng chứ không có bất kỳ cái tác động ngược trở lại nào, gọi thực sự vô hại trong pha vừa rồi. Rồi bây giờ thì anh ta từ vô hại có thể mà thua chết mạng nữa. Tuyết of Fate với lại Lê Danh đang có mặt trên đây có khi là băng trụ. Thì lúc đó ta có khi là ăn hại thiệt. Chuyển sang, thật ra là ta sẽ chuyển từ chế độ một con Na vô hại thành một con Na vô dụng. Nhưng tạm thời thì tác dụng của ta vẫn còn có ở đó. Anh ta vẫn đang có một lượng chuyển sắp farm rất tốt. Và Lê Danh vẫn đang tiếp tục tìm mục tiêu cái này để lấy tốc biến của Sang nè. Nhưng mà cái khoảng cách không đủ cho nên là không có cách nào có thể tác động lên của Sang cả. Xảy ra dài để giúp cho Sang rất tự tin. Và Đức Liên không bắt đầu đánh nửa cánh dưới, họ phải đẩy mạnh ở nửa cánh dưới để có thể tiếp tục gia tăng thêm cái nguồn sức mạnh của bản thân mình. Tỷ số này là 1-0 dành cho Ra, tầm dưới nó vẫn chưa được có thể đủ khiến cho bên phía của Đức Liên họ gặp vấn đề. Dù gì mà nói thì khả năng mắc play của con Na vẫn có và khả năng tác động lên ván thi đấu này của con Na vẫn có thể xuất hiện ở bất cứ một thủ đô nào mà chúng ta có thể ngờ tới được. Cho nên bắt buộc rồi, Đức Liên họ vẫn sẽ cần giữ cái đầu lạnh tốt ở khu vực nửa cánh dưới để có thể có thêm nhiều tác động hơn. Lượng chi xuống của SCPS đang khá là tốt. Hugh đang đứng đợi, máy quét đã được bung ra. Để tới Hugh đang tìm một cái đường thoát đi được, anh ta thoát được. Và đang chờ đợi cho SCPS quay trở lại với cái lượng chỉ số lính có thể lên 51, 52, 53. Tùy thuộc vào là con lính, cái đợt lính đó SCPS đấu được bao nhiêu con mà thôi. Trở lại đường trên thì với sải tay dài, BB anh ta cũng đang làm khá là tốt với những cái chỉ số lính của mình. Nhưng mà với lợi thế này thì cũng rắc đã tới giai đoạn thở được rồi. Không còn phải thở oxy như giai đoạn đầu ván đấu. Rắc bây giờ vẫn có khả năng farm và có thể trả ngược lại sát thương. Na đang có dạng Na khổng lồ, vẫn còn R, anh ta không xài. Ui, anh ta có một tình huống phủi nhẹ rắc lùi về để gọi là hết nộ anh ta xài cho hồi chiêu mà thôi. Vẫn đang là tỷ số 1-0 và vẫn chưa có bất cứ một ý định đánh nào đến từ phía của W cả. Bây giờ quyết định cướp luôn à, anh ta quyết định cướp bùa đỏ. Và để coi là cướp được không, Sang đang di chuyển vào. Bắt đầu cái đội hình này nó bắt phát hiện tác dụng của nó. Nhưng phải đợi cho thời điểm Bay Sang có được cấp độ 6 cái đã. Một sự dứt khoát từ Bay Sang đến chết người mà đang gây khó dễ. Và câu chuyện của Tích Tập kiểm soát của mình giữa đang càng ngày càng khó hơn. Ban đầu tôi thấy là Lê Giang cũng định khiến cho Sang mất khá nhiều thứ, đặc biệt cái phi hồ để cho Shry có thể thoải mái bung ra bộ kỹ năng của mình. Những chuyện đó đã không diễn ra một cách hoàn hảo và đã giúp cho Sang vẫn đang tiếp tục tạo ra một thế đàn áp ở khu vực đường giữa với khả năng đẩy của mình. Và khi mà W họ chủ động với cặp đôi Lee Sin và Ari như thế này thì mỗi chuyện nó sẽ càng ngày càng khó dành cho Rea Tầm mà thôi. Đồng ý là họ có được bài hạ gục ở khu vực đường trên. Trời đất ơi, ông đứng nhảy ngang năm sượt tay thật sự. Khổ ông thật sự, rừng bị cướp mùa đỏ, mít đứng nhảy đầm. Đứng nhảy, anh ta đứng muốn cột quán ba. Dù gì mà nói là giá trị mang lại ở trong những pha múa cột đó nó vẫn có được nếu như mà sự rải tiền đến từ bên phía W có, nhưng không, W họ rải sầu do cho Rea Tầm trong tình huống vừa rồi à. Và chính tình huống đó là lại sẽ giúp cho phía W họ có được hai bùa dành cho Bayside trong Last Ride, bắt buộc phải có sự hỗ trợ đến từ việc là lấy bùa xanh. Nếu chứ không tưởng đợi khó sẽ là bùa xanh cho các thành viên của Rea Tầm sẽ là dành cho Stride mà thôi, nhưng cái hệ quả để lại là vô cùng lớn. Chính xác, đây là cái điểm cộng mà bên phía của WE họ làm được nãy giờ. Họ kiểm soát được con Twitter Fed. Nãy giờ thì Twitter Fed không đi đâu được. Anh ta cầm cái bộ bài của mình chỉ đứng ở đường giữa, không có chia được bài cho ai thì chơi mình. Nãy giờ không có tác động gì ra hai cánh cả. Nhưng mà mạng hạ gục nãy giờ nó chỉ dừng lại ở cái việc là farm mà thôi. Khu vực đường trên nhảy lên đập thẳng vào tường lấy được nửa cây máu. Kêu anh ta đang thở oxy rồi. Với nửa cây máu tiến ra khu vực hang sứ giả. Lợi thế về người sẽ dành cho phía của Ray Tầm khi mà Rakan trong tay Junjata đang tới rồi. Strike không biết là ta đứng trên con mắt hả ta? Nói như là không biết. Đã có được con sứ giả và đây là một con Na Tí Nị cho nên nói dành sau Ray Tầm quyết định không đánh. Nhưng họ vẫn đang muốn đánh, họ đang nhắm vào người. Kiếm phải chăng này sắc đã bị giữ chân lại, sắc mất liên tục những cú nhảy của mình và ta đã phải nằm xuống. Tới lửa đang đạo xuyên biến trúng vào người Strike, nhưng Strike đang khá khỏe nạt không khổng lồ.
Và ngay lập tức Lee Sin đã phải trả giá với tình huống Na không khổng lồ đó. W họ lại một lần nữa họ trướng. Họ quá rương. Một con Na không có khổng lồ nhưng vẫn ráng đánh. Và cuối cùng cái hệ quả để lại là vô cùng cao khi quyết bật chiêu cuối của mình lên. Chính xác là như vậy. Pha vừa rồi Zunanza có lợi thế di chuyển trước là một nè. Pha thứ hai Na mất Na khổng lồ. Anh ta vừa chơi xong mà ta đang rất là mệt mỏi. Thì thực sự mệt mỏi mà làm được gì đâu đúng không? Con Na vật vã vật đang rất là mệt mỏi và rất là vật vã. Chỉ biết chạy rồi ném cái boomerang để cà khịa. Thì làm sao có tác động đúng pha này. Anh ta hoàn toàn coi kìa. Đánh xong rồi lại tiếp tục là cà tưng giống như cái pha giao tranh đầu. Nhảy nhúng nhảy nhìn khó chịu chứ. Không cần tới cộng đồng công nghệ mà tôi thấy là con Na này cũng hơi kỳ dịch cạch hoặc trong khu vực đường trên lắm. Và điều này đang khiến cho lợi thế dành cho Kip khá là nhiều. Vẫn đúng là một dấu hiệu không ổn cho đội phía W. Họ đang có sự cho đội Lee Sin và Ari. Nhưng cái vấn đề ở đây đó là họ chủ động một cách quá là rướng. Họ bị mất con sứ giả mà họ vẫn cố gắng họ rướng. Và chính điều đó đã khiến cho họ nhận phần thất bại vô cùng đau đớn. Còn trong cái đó BB đôi khi BB cũng tự trách mình tí xíu. Cái tình huống đó nếu như là một con Na giữ cái thanh độ màu vàng thì tôi e rằng là Rathom sẽ phải nhấp nhả chỗ hang sứ giả. Nhưng họ nhìn vào thấy đây một con Na bét một con Na gọi là thú nhồi bông thì nó cũng không có nhiều tác dụng lắm. Cho nên ngày tức họ tiếp tục tấn công thật mạnh vào khu vực hang sứ giả. Thì nó mà không cần chờ đợi gì cả. Na uể oải. Sau khi anh ta chơi hiệp 1 xong với là kill, anh ta quyết định ra chơi hiệp 2 với lại những cái đồng đội của mình. Không có nộ, chỉ là một con dạng Na tí nị nhảy cả tưng rồi tưng. Và anh ta thực sự vô hại trong pha vừa rồi. Bây giờ mất rất nhiều những cái tiền đề, mất hai mạng hạ gục, mất luôn sứ giả khai đức. Bây giờ W họ đang quyết định là chuyển sang nghề là một ngày ăn cả tháng. Họ quyết định là đi cướp, nhưng mà không cướp, họ đang muốn là băng trụ khu vực đường dưới. I-Boy không có tầm nhìn. I-Boy bắn cho mình cái xung điện cao thế, bắt thẳng vào vị trí của I-Boy. I-Boy lùi về cùng với Junzhan với sự bảo kê của mình. Không có gì cả. Junzhan vừa rồi đã làm khá tốt anh nhiệm vụ của mình. Và bây giờ tới lượt Pew. Pew sẽ làm gì đây? Pew kêu gọi thêm cả Sang chạy lên đây nữa. Và Lê Giang đang phải bỏ chạy, anh ta có chiêu cuối mà tôi phát đi. Sang sẽ muốn lướt qua tường hay không? Không. Pha dịch chuyển này là lời dành cho bên phía của Rata. Thật ra đây là pha dịch chuyển lời đến từ phía của Rata. Dù Jimmy Nostrai cũng đang khá là bận bịu khu vực đường dưới, ta đang tương đối là yếu ớt phía đầu và lại qua Ari phía bên kia. Chính pha đánh khu vực đường trên giúp cho Stry bỗng nhiên có một khoảng trống rất to để ta có thể thoải mái, không chỉ dừng lại về cái gần lớp khi ta có thể suy nghĩ tới câu chuyện là băng trụ khu vực đường trên. Anh ta bắt đầu mắm me nha, anh ta đang me nha, anh ta đang me rất kỹ càng và đã có định mệnh. Bài vàng đã được chọn rồi, nhảy lên đầu. Hôm nay thì nhảy lên đầu, tôi sẽ cho anh bị vắt chân lên cổ luôn chứ làm sao mà có chuyện nhảy lên đầu đó. Pew đã bỏ chạy và 3-0 dành cho Rathom. Đúng là như vậy, anh ta chỉ là một người chơi boomerang, rồi bên kia thì chơi phép. Thực sự là không chơi được với những pháp sư như thế này. Pháp sư Trung Hoa chơi rất là lợi hại, cho nên BB đã quyết định là bỏ chiêu cuối tâm trí của SDBZ. Liệu có làm được cái gì này không? Trúng chính xác vị trí của Lê Giang, nhưng nó đơn giản chỉ là ngăn cản một tình huống biến về mà thôi. Không thể nào đánh cho Lê Giang SML được. Vẫn là khó. I-Boy đang làm gì thế này? I-Boy đang làm tất cả những gì có thể để thoát đi. Ôi hiệu ứng hình ảnh đỉnh thế. Đúng là 200 năm làm phim có khác. Ây da, I-Boy bị cà khịa. Làm cái gì đấy? I-Boy bắt đầu cay. I-Boy kêu cả Junzhan di chuyển lên đây. Nhưng Junzhan nó đang bình tĩnh bạn ơi, đừng ẩu. Vẫn đang là một giai đoạn mà anh ta chưa có đầy đủ nguồn trang bị để có thể đánh nhau. Cho nên I-Boy quyết định là hạ cái tôi của mình xuống và tìm cơ hội. Creep ở đây đang cố gắng trấn thủ lính ở khu vực đường dưới này và sẽ đổi thôi. Để xem I-Boy sẽ đi đâu. I-Boy sẽ lên khu vực đường trên. Tạm thời thì Stry chưa thể nào có thể di chuyển sang những kênh khác. Đây mới là khoảng thời gian mà Stry sẽ phải sử dụng định mệnh. Tức là nhiệm vụ của ta vẫn sẽ sử dụng định mệnh để tìm ra phương án lấy thêm mạng hạ gục. Cho nên Stry vẫn sẽ được cử ra khu vực đường giữa. Và I-Boy sẽ tự chơi khu vực đường trên, tiếp tục farm và gia tăng lượng chỉ số farm của mình. Còn trong khi đó Stry chắc là bây giờ sẽ là như thế này nè. Stry sẽ liên tục rờ xuống khu vực đường dưới. Bắt thú nhồi bông, lại bắt thú nhồi bông. Lại là Pew. Pew, pew. Thử thách 24 giờ đang cố gắng bỏ chạy tăng tốc được trước của Stry rồi. Chạy em ơi, chạy đi đâu? Bài vàng ném hộ, né hộ. Có chiêu cuối không? Chiêu cuối vẫn chưa sử dụng. Anh ta đang nhảy, anh ta trở về dạng ra tí nị. Tí nị thì làm được gì trong pha này? Đây liên tục là cà giật, cà thọt. Nhảy đi, nhảy Gangnam Style đi. Và mạng hạ gục dành cho Stry. Anh ta chứng minh là pha vừa rồi anh ta đứng nhảy Gangnam Style. Cho nên là Pew Pew không có cửa, nó có thể là dance battle với lại Stry trong pha này. Đúng là như vậy, anh ta không hề có đủ tình huống street dance gì được hay cả. Anh ta đã phải thất bại trong tình huống nhảy của mình và không có bất cứ một phương án nào thì giúp cho Pew Pew có thể thoát cả. Và Pew Pew lại một lần nữa nằm xuống. Còn trong khi đó khu vực đường dưới cướp đang hơi khó khăn trước SF và giá phía bên kia. Anh ta đang gặp một số vấn đề, SF vẫn đang được cử để có thể farm và đã có được một diện hiệu quái. Bay sang cũng phải chạy xuống đây để có thể hỗ trợ nữa. Đi đâu vậy? Chơi game không lại. Bắt đầu chơi triệu hồi đồng đội à? Chơi thân Cơ bản mà nói thì bây giờ đường trên bạn có một
chiêu tương đối nặng thì bắt buộc phải cánh dưới và có người hỗ trợ thôi. Tôi không biết là NZ có quan hệ với cụ nhị không, chứ nãy giờ tôi thấy là cả ba trận đấu anh ta chơi cấm thuật triệu hồi chi thuật hơi nhiều nha. Chơi thuật phân thân với là triệu hồi chi thuật hơi nhiều. Mà nãy giờ triệu hồi xong rồi lại chết ngược. Chúng ta còn xem là ván đấu này đầu tư trên 40 chỉ số lính so với series phía bên kia, móc diệt đã có rồi. Nhưng mà bây giờ móc diệt có, cái vấn đề là làm sao làm gánh được không, đó mới là cái quan trọng. Tại vì cái lineup này của Datum đang có một điểm mạnh là họ có hai cánh đẩy lẻ được. Họ có Strike với lại Biu Biu. Không, Quip ông nội ơi. Cú bé. À nãy anh ta đánh nó càng không bé. Để coi để sao nè, Quip sẽ làm gì đây? Quip đang thật sự vẫn đang khá là khỏe 201 và đã có được tam hợp kiếm rồi. Cái khả năng khỏe của ta sẽ còn nâng lên cao nữa. Đang có một số vấn đề giờ Dupli, tức là như thế này nè. Họ đang không tận dụng được con Ari này để chủ động đánh và tạo thời gian, kéo dài khoảng thời gian. Quyết định là giành đá. Bayside đang muốn giành đá và ta giành đá thành công. Nhưng để coi Bayside sẽ làm gì. Tức ra là cái pha trao đổi này Bayside không có lời nha. Anh ta đang bỏ một khoảng thời gian khá lớn để lấy con người đá, trong khi đó thực vật nửa cánh trên đã có xí dạng cái đất trên các thành viên của Rare tập. Elbro chơi mà chơi giành đá với nhau thì là không được rồi đúng không? Mình đúng vậy, đúng tại... cái gì mà chúng ta chia sẻ là được chứ pha này mà giành thì không được. Đang đánh vào con người đá và bạn vào bạn giành hết là sao? Pha này đúng là tình anh em có chắc mình lâu. Và nói là con Lee Sin trong tình huống rồi đã có một pha không có chia sẻ được cái gì cả và tương đối đáng tiếc. Còn gầy nữa, ta không hề chia sẻ gầy trong tình huống vừa rồi. Nó hơi buồn dành cho người chơi được một phiếu của Dupli, nhưng không sao. Vẫn sẽ một khoảng thời gian sau và tôi nghĩ là khoảng thời gian sau sẽ càng căng thẳng hơn nữa. Khi mà các thành viên của Dupli họ sẽ bắt buộc phải mở những tình huống giao tranh. Họ đang gặp một số vấn đề, họ đang đụng độ với lại một layup cũng mạnh tương đối mặt giao tranh. Ôi xăng, bài vàng đã được quăng và phi hồ đã được bung. Mọi thứ đã cho mình gửi xăng có thể thoát đi bằng cái phi hồ của mình. Thái Dương Hạ Sang đã được bung và ngay lập tức iPhone đã phải thoát đi. Người đang phải bỏ chạy đó là ai đây? Tôi đang thấy người mà đang phải bỏ chạy đó là Lê Giang. Bỗng nhiên các thành viên ra tập. Ui, Lê Giang cố gắng thả lén con sĩ dạng hay đức. Quip đây rồi. Quip đang tìm SMBZ và ta thấy được SMBZ. Ta tấn công người SMBZ, ta gọi đi tụi người SMBZ. SML rồi. Đang cố gắng né và không bắn đội. Và Hiu thì đã bị giữ chân lại. Lê Giang đang lấy được linh hồn là tiến định kiếm trúng vào SMBZ. Bóc linh hồn. Đây là một con Zin có đồ. Đây là một con Zin có đồ, không cần tới xung điện cao thế. Bị dứt điện từ là xăng. Và 7-0 trên Rare tầm rồi. Pipiu đầu. À đây rồi, đã có bê biến về. Lại nhảy cả giật cả tưng nữa rồi. Đúng là như thế. Thật sự rất khó dành cho Pipiu để tác động vào ván đấu này. Anh ta cứ bị lùa như vậy thì đánh như thế nào? Một pha vừa rồi cứ tưởng như là ép được cái phép bổ trợ tốc biến từ biến của iBoy và cả Strike. Nhưng mà bằng một cách nào đó hay lại thua ngược cái giao tranh này. Thật sự nha, nãy giờ cứ vào giao tranh là Pipiu anh ta lại uể oải. Anh ta không giữ được cái lượng độ của mình. Một con nào uể oải thì không thể làm gì trong những cái hiệp đấu như thế này cả. Một hiệp, hai hiệp đều không có tác dụng. Giống như kịch bản cũ, họ nhường hai rồng sau họ lại ăn lại rồng. Giống như kịch bản của game đấu đầu tiên. Đây xem pha này. Hiu mất đi tóc biến, định mệnh tới, ông vua chia bài tới. Phía bên này thì SVZ bị tìm thấy bởi Q. Đâu đó, anh muốn nói gì? Tôi đang định nói là sẽ đây không tóc biến qua với những người đồng đội ta. Và cái khoảnh khắc mà anh ta thấy khiếp, tôi nghĩ là anh ta nên suy nghĩ đến câu chuyện là ta tóc biến qua bên phải với những đồng đội của mình. Lúc đó có người che nó đỡ hơn. Anh ta tự tách mình anh ta ra so với là những đồng đội của mình. Và khi mà sang đã có những nỗ lực riêng của anh ta nhưng tương đối là khó. Và cuối cùng thì Dupli họ đã thất bại trong cái tình huống vừa rồi. Thêm một câu chuyện nữa, Ari và Lee Sin nãy giờ chưa làm được gì cả. Ari và Lee Sin không hề chủ động, Ari không hề có bất cứ một pha hung gió nào. Đây rồi, cơ hội đây rồi, bạn tôi cướp được bài đá thì không lẽ tôi không cướp được chip. Đúng không nào? Không đá không. Thì chim. Anh ta quyết định là không chim. Đúng. Không chim thì không được. Anh ta đang muốn làm một điều gì đó, anh ta đang muốn cướp bảy chim. Không người. Anh ta đang muốn cướp Lê Giang rồi, chăng này tóc đứng là từ đầu gió không chung. Và chiêu cuối toàn đi được tên lửa đèn đỏ xin cung kiếm không có tác dụng. Hiếu làm như thế này, Hiếu sẽ phải trả cái giá vô cùng đắt đỏ. Bài vàng đã được chọn quăng vào người của một bầy sàng. 8-0 giờ Rare tầm rồi. Mù mắt thật sự, anh ta... Bên anh ta là có một thầy tu mù mà anh ta cùng hôn cái gió như thế này thì... Double mù, hôn gió chính xác vị trí của Strike. Mất đi cho mình đó là cái thanh tẩy, tiếp tục sẽ tấn công với trụ hai khu vực đường giữa. Một ván đấu đang hơi khó. Một ván đấu đang thật sự quá khó cho các thành viên của các thành viên của Dupli. Họ đang gặp vô số những khó khăn. Thật sự là như vậy. Không có cách nào để giúp cho các thành viên của Dupli có thể gỡ được nữa rồi. Đã là tỷ số 8-0 rồi. M
một ván đấu đang thật sự vượt xa những gì mà các thành viên của WE họ có thể kiểm soát được. Một mạng nữa thôi là bên phía của WE họ sẽ lập được kỷ lục, đó là 0-9 vì họ hơi non. Ôi, đánh một kill không có tác dụng gì với con Jack này cả. Trong cốt truyện này bạn nên nhớ rằng Jack mạnh tới mức phải đi kiếm một cái trụ điện để đánh cho khiến cho đối phương kiểu như là chấp về mặt sức mạnh để phong ấn sức mạnh của mình lại, thì pha này không thể nào làm gì được kill cả. Và cái giá trị của con Jack này đang rất cao, 5 triệu rồi. Và cái khoảng cách giữa anh ta và so với lại các thành viên WE bây giờ đang rất cao hơn rồi. Anh đánh giá Jack này chỉ 5 triệu thôi sao? Jack này thì tôi nghĩ là 15 triệu đó. Jack này phải 15 triệu chứ 5 triệu thì không lợi hại như vậy đâu. Có lẽ là như vậy, có lẽ là như vậy. Và mọi chuyện đang càng ngày càng tệ cho các thành viên của WE. Họ đang có một sự vượt trội hơn hẳn so với đối thủ phía bên kia từ tất cả mọi mặt. Không chỉ dừng ở mức độ mà hạ gục nữa mà là lượng tiền. Cách biệt đã là 6k tiền rồi thì mọi chuyện đang tệ cho WE. Họ đang không có được những khoảng thời gian câu kéo để thể khiến cho SCBJ tiếp tục với những lượng chỉ số farm của mình. Anh ta đang gặp quá nhiều vấn đề. Rất khó nha. Bây giờ đúng là đường ra cả hang rồng, hang Baron đúng kiểu giống như tiền đồ chị dậu vậy. Đúng là đường vào team em sao băng giá thật sự. Thậm chí xác anh ta lên cho mình đó là cái team băng. Cho băng giá luôn, ném thẳng cái bài vàng. Có một cái lông ném thẳng vào mặt của Bay Sang. Anh ta ném lăng lông vào mặt của một thầy tu mù, thực sự không có quá nhiều tác động vào Lee Sin. Đúng. Để xem nào tiếp theo sẽ làm gì đây. Tôi đang thấy là cái hưởng bốn cái chữ đó trên cái đầu của con Vigo là cái gì vậy ta? À, tàn hình. À, ủa sao bốn chữ mà tới tại sao bốn chữ mà dịch ra là tàn hình? À, tôi đoán lỗi đó anh ạ. À. À, tôi không biết tiếng Trung. À không, bốn chữ đó là tôi đang tàn hình. Ừ, tôi đang tàn hình, đúng, chính xác. Có đánh nhau rồi, tấn công và thắng vào mặt của Hiu. Hiu anh ta đang cố chạy về nhưng không ai hiu cho anh ta cả. Biu đang cố lên, Biu đang bị giữ chân. Biu hất nhẹ vị trí của Lê Danh vào tường nhưng phía kia là ai đây? Kiu anh ta đang chứng tỏ đang rất là lớn nhưng ta nằm xuống rồi. Jack này không thể tồn tại nữa. Tên lửa đạn đang xuống hiếp tấn công đi của Strike. Strike cùng với Lê Danh đang cùng chạy về. Lê Danh lê lết đánh nhẹ vào con cốc. Chạy đi anh ơi, đánh cốc di tâm này nữa. Chạy đi Lê Danh. Lê Danh trừng phạt. Lê Danh có cho mình đó là một cái hạt thông đổ để có thể lùi về cùng với những đồng đội của mình. Chúng ta vừa nói là nhưng mà sau pha giao tranh vừa rồi chúng ta thấy là Lee Sin đánh rất đúng chất tướng, đó là thầy tu mù. Anh ta tu và ta ăn chay. Đúng là như ăn thế. Ăn chay. Ô, không một rồi. Ừ. Không một, không có bất kỳ màn hạ gục nào, anh ta ăn chay thật sự. Để xem nào ván đấu đang làm gì đây. Ván đấu này đang thật sự quá khó và Strike đứng một góc quá khó chịu kìa. Hiu không có bất cứ một phương án nào để có thể cản được cả. Một con na khổng lồ. Nhưng mà không đẩy được. Cái góc đó mà đẩy là lụm tiền rồi chứ, anh ta ăn một cái mai vàng cho nên ta không đẩy được. Mai vàng của Strike nó quăng ra với một độ quá là dày đặc, nó liên tục. Chính xác là như vậy. Một con thú nhồi bông gặp ngay Pháp Sư Trung Hoa thì làm sao mà bạn đỡ được, đúng không? Lê Giang đá. Lê Giang kịp đá nhẹ không chứ khi đi. Lê Giang kịp đá nhẹ không chứ khi đi. Không quên gõ vào đội con cốc trước khi mà tiến ra, đúng không? Vẫn là cái vòng rừng rất là gọi là gì ta? Tôi quên mất cái từ cái gì mà nó cơ bản mà basic hả? Ừ, basic kiểu basic standard cái gì đó. Ừ, rất là cơ bản mà lúc nào đi rừng cũng không quên đá vào đầu con cốc. Phải, đó là một ván thi đấu đang thật sự rất là ok dành cho các thành viên của Rare Tầm. Đặc biệt tôi thích Lê Giang rồi, anh ta đá nhẹ tôi cháu hết trước khi mà đi rất là hay. Tức là có thực mới vực được đạo. Chính xác. Lê Giang làm rất tốt nhiệm vụ của mình trong tình huống vừa rồi. iBoy anh ta làm nghi thức gia nhập cái bang à? Anh có nhớ, anh Trung có nhớ nghi thức gia nhập cái bang không? Đứng bị nhổ vài cái bãi gì đó vào mặt đấy. À, anh ta vừa rồi đứng phá đó và bị con Baron nhổ liên tục vào mặt. Đây, để xem nào. Một ván đấu đang thật sự tương đối khó cho các thành viên của WE. Họ sẽ có thể làm gì tiếp theo mới là cái mấu chốt lớn nhất. Đang tôi đây muốn coi tức là phép định lên món gì ta? Đại bác Liên Thanh. Thật ra bây giờ tức là đại bác Liên Thanh có rồi, ý là cái món trang bị thứ ba. Sau đó tôi nghĩ là với trạng thái hiện tại các đồng hồ ngưng động là đủ. Anh ta có thể chuyển sang một món trang bị khác nó dùng đam tốt hơn. Nếu như thích có thể lên sách chư hùng Mezai cũng được. Đội bạn đang chủ động hơn, đội bạn đang tốt hơn và đặc biệt hơn hết là đội bạn từ nãy giờ đang đánh trên cơ đối thủ với cái người đang bị nhỉnh hơn. Thì nếu như lên sách cho hồ Bezai sẽ giúp cho khả năng tăng sách đến từ ra người chơi đường dưới phía có đang tầm sẽ ok hơn rất là nhiều. Không, tôi nghĩ là Strike ta sẽ chơi theo phong cách của một quân tử như ván đấu đầu tiên, đó chính là đầu đội mũ thủy và chân mang giày thủy ngân. Ừ, hợp lý. Ừ, quân tử lúc đầu mạnh hơn đúng không? Không thể là như nhẫn giả và cái gì đó có thể núp bụi pha này. Ừ, làm gì đây?
Hill cùng với SMZ anh ta tính làm gì đây? Pha đó đi ẩu vào có khi đánh bị đánh cho SML thật sự đấy. Đúng, tôi thấy bốn chữ trên người của Lê Giang vừa rồi nó hiện lên nữa rồi. Tôi đang gồng đúp đó cho nên nó sẽ khiến cho bên phía của SMZ sẽ tương đối khó nếu như anh ta mà di chuyển vào bên trong đó thì anh ta rất là dễ đi. Và Dupli sẽ làm gì tiếp theo, nó mới là cái mấu chốt. Họ đang quá là bó buộc lại. Họ đang chơi với một tư thế tự thủ. Họ đang cố gắng gồng để có thể phòng thủ được. Nhưng càng gồng thì cái thế đánh từ Rantom sẽ càng tốt hơn. Bạn đang có hai con rồng linh hồn. Thì một hồi bạn có thêm hai con rồng nữa, nó sẽ khiến cho khả năng cạch thọt lên từ con rồng công nghệ nó sẽ càng ngày nó càng kinh khủng hơn. Đúng, nữa. Chính xác. Tôi thấy được bên kia là Zing là cầm bazooka thì chỉ là một cái súng bình thường, nhưng bên này cầm súng điện. Khi có con rồng công nghệ thì liên tục những tình huống mà truy đuổi, vừa bắn vừa chạy nhanh vừa làm chậm nữa thì nó rất là nguy hiểm. Ôi, Biu đang làm gì đây? Biu đang chạy nhìn cái tướng rất là dễ thương, nhưng mà chắc chắn là tầm này anh ta không dám chạm mặt với lại sát bên phía của Q đâu. Tại vì anh ta không có cái cửa gì để đánh cả, trừ khi là hai người. Tôi nghĩ là Bay Sang cùng với Biu mà đánh vào mặt của Sắc có khi là anh ta cân hai. Lê Giang vẫn đang rình rập trong rừng đối phương. Anh ta đi cùng với Jordanja rất tự tin. Phá cho mình những con mắt cắm nhẹ, một con mắt tím xuống. Thầy tu mù liên tục đá những con sóng âm. Nó không trúng, rất đúng với chất tướng của anh ta, đó là anh ta mù. Mù thì làm sao mà thấy đường để đá chính xác gửi pha vừa rồi cả. Đang di chuyển cùng với San, cùng với cả Hill với lại RZ. Họ rất mất thời gian. Rất mất thời gian để làm những cái pha như thế này. Cái này đang bị câu giờ. Cái này thì bắt buộc thôi, tại vì bây giờ họ không có phương án nào cả. Họ chỉ có thể đợi cho đối thủ chủ động đánh, sau đó họ sắp ngược lại thì cái đó họ mới dễ chơi hơn. Preview đang không có lượng nộ gọi là đẹp lắm. Hạ sẽ giải thích, xin lỗi các bạn, là thả cái chiêu cuối vừa rồi nó không được ổn lắm nha. Hill bung những pha R của mình nó đang không thực sự ổn, mà đây là một pha giữ chân RZ lại chặn lại mọi thứ trong người Strike. Strike tức đã sử dụng tất cả những gì có thể. Ui, để thoát đi. Một cái W kia mém từ đó nằm xuống, và Sun đang có pha trưởng bằng khá hay sau khi hôn gió thành công. Tên lửa đạn đạo siêu khiếp trúng được vào người của Zunzazian và W họ có thể thủ được. Còn Strike hình như là anh ta quăng bài vàng vô lính anh ta. Không hay là SMZ anh ta thanh tẩy quá nhanh. Hình như là do SMZ thanh tẩy sao đó. Cũng có thể là pha đó anh ta ném vô lính nhưng mà SMZ tưởng trúng được bằng thanh tẩy. Ở pha đó chúng ta cần phải xem lại cái replay. iBoy vẫn đang rất là hổ báo khi mà biết rằng những thành viên đối phương mất phi hồ rồi. Mất phi hồ, mất luôn, nhưng mà cái trường băng vĩnh cửu thì không thể nào mà tiếp cận vào iBoy cả. iBoy đang rất là cơ động. Vẫn là một ván thi đấu mà các thành viên của Ra Tầm Hộ vẫn đang đánh chậm. Khoảng cách đây là 7k tiền cho nên chưa có vấn đề gì phải vội vã cả. Còn trong khi đó SCVZ một cái may mắn dành cho anh chàng này là anh chàng này không có tóc biến. Trong từ lúc đó mất biến thì cái thế đánh của W ở khu vực hang rồng đó tương đối khó. Và họ sẽ rất là bất lợi để có thể có được cái pha tranh chấp với đối thủ phía bên kia. Cho nên đó là lý do tại sao mà W họ đang bị một lối chơi thụ động hơn rất nhiều so với các thành viên của Rare Tầm. Rare Tầm vẫn đang rất thoải mái với những gì mà họ đang có. PP quyết định solo kill. Thời đã đến rồi. Anh ta thu hai cấp nhưng ta biết là mình có mức độ chiến cao hơn rất nhiều. Và ta sẵn sàng cho những trao đổi trên cái vương mê đăng nhỏ bé của mình. 13 giây nữa, 12 giây nữa là con đập sẽ xuất hiện. Trong thời điểm này thì Pew còn đang cố gắng gồng gánh. Ôi da, 6-5 giây nữa. Nhưng khoảng thời gian này Pew vẫn đang là một con na vật vã. Anh ta vẫn đang là một con na vật vã, chưa thể nào có thể làm được gì nhiều cả. Lượng sát thương đối với các khả năng dứt điểm bao đó là có, nhưng nó sẽ chậm. Và nên nhớ là Pew trong giai đoạn này đang là một con na vật vã. Pew thật sự nó kiểm soát một con. Anh ta kiểm soát cái lượng nổ của nó hơi dở. Chính xác. Và trong tình huống đó tầm thất bại. Chính xác là như vậy. Anh ta không kiểm soát được chính mình thì lấy cái gì có thể kiểm soát được đối phương. Anh ta luôn luôn trở thành một con na tí nị trong những cái pha gọi là tiền giao tranh. Con na của anh ta nãy giờ rất là nhiều ít tác động. Một pha mà tôi nghĩ là đẹp nhất để anh ta làm được những gì một na có thể làm, đó là cái pha mà Strike anh ta lao lên ẩu. Nhưng pha đó anh ta lại dính bài vàng, thật sự không hất được. Đó là cái điểm sáng nhất mà nãy giờ Biu anh ta có thể tạo ra đối với chúng ta thôi, chứ còn lại nãy giờ anh ta toàn là nhún nhảy rồi nằm xuống mà thôi. Bây giờ cánh đẩy lẻ Jack, nhìn Jack kìa, Jack anh ta có được 3 món lớn rồi, có thêm cả cái đồng hồ rung động thì sẵn sàng những pha giao tranh tiếp theo. Anh ta có thể băng thẳng vào đội hình bên phía đối phương. Còn nhìn vào Strike cũng đã có trên người cái đồng hồ rung động. Rồi Jerry không cần một mạng nào cả, đã có 3 món đồ lớn rồi. Nãy chúng ta thấy một cái W kéo đi hơn nửa cái máu của SWZ. Bây giờ anh ta đủ cả hai spell. Thật sự bây giờ kiếm ai để có thể bắt vào người của Jerry đây? Phương án thật sự là hơi khó. Nhưng nếu như không bắt Jerry, bạn chuyển sang bắt người khác ra vẫn được. Cái định đánh từ bây giờ của W nó đa dạng hơn rất nhiều. Bởi vì iBoy không phải là người duy nhất xanh của bên phía Rantom. Rantom có thể dựa vào một người đó là Khuyết. Khuyết bây giờ đang khỏe mà. Anh ta đang cấp độ 16, anh ta khỏe gấp đôi, gấp 3 lần so với đối thủ. Bên kia bài vài đây được định sẵn. Nhắm vào sang hai chân đây.
Các bạn thấy bây giờ cái sức mạnh của con Tinkerfell và có lợi thế là nó bắt đầu nó thể hiện ra rất rõ ở đây. Quyết định đánh từ Hugh, nhưng Hugh đang bị tấn công, Hugh đang liên tục phải bỏ chạy. Wow. Và ta đang phải wow. Đi xuân xa đi ta không biến né được. Ui. Nhưng Shark vẫn chưa dừng lại đó, ta hôn gió, ta là chiếc cuối của đối thủ. Quay sang sống bằng cùng chúng ai bơi với này tiếp tục bắn. Và lượng sát thương. Trời ơi, 700 máu. Nhưng mà nó chưa có đủ đam. Apple đang nỗ lực. Ui, quay sang. Đá nhẹ đụng chim trước khi là chạy. Rất hợp lý cho đội của W, nhưng chúng ta phải công nhận một điều đó là sức mạnh W vẫn còn ở đó. Họ vẫn đang gây khó dễ. Chứ có một câu chuyện cũ đây là đội hình đánh cánh lẻ của Rantom nó tốt quá. Chính xác. Con sắt này vẫn đang đẩy một cách rất mạnh mẽ và đang gây khó dễ khiến cho W họ đang tương đối là tù túng trong lối chơi của mình. Chính xác là như vậy. Chúng ta vừa thấy đi. Bắn cái xung điện cao thế đầu tiên trúng vào trí của NLZ, nửa cái máu. Bắn phát tiếp theo ta còn cũng tí máu thôi. Một phát thở oxy bắn và dính hai phát thêm mấy đòn đánh thương nữa chắc là rút ống thở thật. Đúng như cái pha giao tranh hồi nãy mà Rantom tuy họ thua nhưng mà cũng thấy được sức mạnh của Jerry ở thời điểm này nó kinh như thế nào. Nó không gọi ở cái mức gọi là cân bằng. Cân bằng là ba lăng đúng không? Trời ơi! Đấy! Cân bằng gọi là ba lăng nhưng mà đây là ba lăng Siaga rồi. Nó quá kinh dị, một cái W mà SMLZ anh ta đúng là sắp mặt thật. Để coi Zuzan sẽ làm gì tiếp theo. Hugh Pro cũng đã nỗ lực sử dụng cái thiêu đốt của mình. Bay vàng đang được chọn quăng thả một cú bay sang W và gửi bay sang. Bay sang sang phải chiêu cuối và ta sắp sửa nằm ở chăng. Ta tóc biến nó phát đi. Tóc biến tiếp theo. Lâm môn thôi. Làm ai mà có thể chạy được nữa. Sang đang bị tác động và tâm mém từ nữa nằm xuống. May mắn là ta vẫn còn sống. Nhưng tôi cảm giác với lượng máu vừa rồi thì nó không đủ để giúp cho W có thể di chuyển ra khu vực hang. Hang rồng. Hang xin lỗi bạn là hang Baron. Không hề có cách nào cả. Đang tương đối là bí tù trong tình huống này. Hugh đang làm như thế này, Hugh đang cần phải lùi ra. Zunzazian, anh ta đang chờ đợi trong pha nhảy lên tấn công, đã thấy được hai mục tiêu. Ôi rồi, Creep đang di chuyển tới, chi của được bật lên. Và Zunzazian đang muốn tấn công SCBZ, đã có vài khiêu kích thành công và tất cả mọi thứ vô một người của SCBZ. Sao mà đỡ được pha này? Sao mà đỡ được? Thật sự là như vậy. Không thể nào đỡ được. Con Tinkerfell với con Jack nó dí thì 10 cái thanh tẩy cũng sống được, 10 cái tốc biến cũng chạy không xong pha này. Anh ta còn thậm chí là không đợi vị trí của Sun tới cơ. Phao rồi tôi thấy được cái lượng nộ của Na nó đẹp. Tôi nghĩ là họ sẽ chờ Na dịch chuyển nhưng không. Anh ta quyết định là không chờ. Đúng như triết lý chúng ta nãy nói là nếu như bạn không thể thắng thì thua cho nhanh. Để xem tiếp theo Rantom sẽ làm điều gì đây. Vẫn là một ván đấu rất khó khăn cho các thành viên của W. Chúng ta hãy xem lại tình huống này. Có tình huống đúng. Kiểm soát hoàn toàn. Một cái bài vàng nó quá xa đến từ Strike. Và ta rất thoải mái trong việc dứt điểm được đối thủ. Còn Lê Giang vẫn đang rất chất phát. Bây giờ đây vẫn là một video thật sự quá lỗi. Nó ép đã khiến cho Sun bị ao giao tranh hoàn toàn. Và từ đó thì cái cơ hội thắng đến từ bên phía của Rantom đang cực kỳ tốt. Chính xác thì như vậy. Bây giờ thì WE họ hầu như tôi nghĩ là không còn cái cơ sở gì để mình vào rồi. Bắt Hugh tiếp và Hugh có thể sẽ bắt lại chăng đây. Một pha né rất chuẩn chỉ từ Zunzazian. Bây giờ ta nghĩ rằng có cái hôn gió nó có thể quăng ra hoặc là cái thiên đỉnh kiếm. Không, hôn vào gió thôi. Ừ, hôn vào gió đúng chất tướng chứ không thể làm gì được. Bill đang có được dàn nộ. Hay nó vẫn đang nhảy những đỉnh cà thọt cà dịch ở trong rừng chứ thực sự lao vào bằng cái gì. Bắt vào iBoy nhanh như điện né rất dễ dàng. Na khổng lồ bất thứ 19 giây thứ 19 ạ. Liệu là các thành viên của W họ có thể giúp cho con Na này. Na này bây giờ đang là Na khổng lồ, tức là khoảng thời gian sau nó sẽ không có con Na khổng lồ ở cái thời điểm mà con đồng ra. Lại một lần nữa Bill kiểm soát cái lượng nộ của con Na quá kém. Phía bên này Zunzazian đang di chuyển tới, W giữ chân đối thủ lại. Creep đang di chuyển tới, anh ta e 3-4 người và sẽ có mạng chăng. Ezreal anh ta bị dính tác động đến từ thiêu đốt. Anh ta cố gắng thổi cho cái thiêu đó nguội. Nhưng làm quá có chuyện đó. Đã có mạng cho các thành viên của W. Và Hugh sẽ làm gì đây? Xin lỗi các bạn là đã có mạng cho thành viên của Rantom. Tập bỏ tranh chiến thắng trong tình huống giao tranh vừa rồi. Rất tuyệt vời, đó là một pha quét sạch. Có lẽ game đấu nó sẽ chấm dứt ở phút thứ 34-35 khi mà họ đẩy được cái đợt lính này vào thôi. Họ đang có 3 bùa lời rồng công nghệ cùng với một đợt lính rất lớn được bóp bởi bùa Baron. Sẽ là chiến thắng thuyết phục dành cho Rantom trước đội tuyển WE trong ngày hôm nay. Một ván đấu thật sự rất khó hiểu. Pew giữ nộ quá kém. Chính xác. Tôi nghĩ là anh ta nên kiểm soát lại cái sức lực của mình. Chứ thực sự cứ đánh hiệp 1 xong hiệp 2 vào giao tranh lại cứ ể oải như thế này thì không có bất kỳ tác động vào cả. Những cái đồng đội nó ủa sao chưa gì đã xìu rồi. Ừ, thật vừa là... vào giao tranh đã thấy xìu thì con Na này có thể làm gì được. Nó không ừ. Chỉ cái lúc mình cần cứng lại không cứng đúng không? Vừa vào giao tranh đã xìu, mất cái lượng nộ anh ta còn rướng vào. Ừ. Anh ta có tóc biến, thậm chí anh ta ý đồ của anh ta pha đó là muốn tiếp cận khi mà cái dạng nộ gần hết thì tóc biến dồn Jerry vào tường nhưng làm gì có chuyện đó. Ừ. Và thật sự tôi khó hiểu lắm á. Tại vì Bill giữ cái lượng nộ thực sự rất dở. Cứ con Na khổng lồ vào những cái thời điểm
nó then chốt không, tức là có khoảng 10 giây trước khi con rồng ra là chắc chắn là khi mà con nào đó hết khổng lồ thì chính xác thời điểm đó sẽ là con nào yếu, và lúc đó thì rất khó được thể chơi được. Và xin chúc mừng các thành viên của Rare Tầm, họ đã giành chiến thắng chung cuộc ở trong cặp trận đấu. Đây một cặp trận đấu phải nói là phải trải qua 3 ván thi đấu. Dupli đã có những nỗ lực nhưng thực sự mà nói họ đã nắm giữ một con nào quá tệ, và có lẽ như ở khoảng thời gian sau họ sẽ cần phải cải thiện nếu như muốn có được điểm số đầu tiên. Cặp trận đấu đầu tiên đã kết thúc, chúng tôi sẽ nghỉ phút để chuẩn bị hướng đến cặp trận đấu thứ hai.